Mayland đã có hơn 30.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, trong đó có những khách hàng chiến lược, các công ty phân phối bất động sản hàng đầu. Sau gần 4 năm phát triển, Mayland đã rất tích cực tham gia vào các hiệp hội uy tín trong lĩnh vực công nghệ và bất động sản như Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam. Việc tham gia vào các hiệp hội, hội chuyên môn giúp cho Mayland nâng cao sự uy tín trên thị trường và có được sự đồng hành của những doanh nghiệp khác trong lĩnh vực. Trải qua gần 4 năm phát triển, với sản phẩm đầu tiên là cổng thông tin bất động sản 4.0 Mayland.com ra đời. Mayland đã có hơn 30.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, trong đó có những khách hàng chiến lược, các công ty phân phối bất động sản hàng đầu như Đất Xanh miền Bắc, Senland, Property X, New Starland, các ngân hàng Vietinbank, AMC, PVcombank, các công ty thẩm định và các nhà môi giới bất động sản trên thị trường.